Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Quy Lên. Trời ơi, chắc các bạn kêu là định mệnh cái thằng này suốt ngày ăn ở nó chơi Quy Lên hay sao ấy. Các bạn biết sao mình lại chơi Quy Lên không? Trời ơi, chỉ vì một câu thôi, Quy Lên auto win. Đây, chơi game mà ai mà chả muốn win đúng không? Thì lại không tựa cầm tướng là mình chơi ngay. Đấy, chơi luôn cho nó máu lửa. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái con tướng Quy Lên tiếp tục cho mọi người xem nhé. Đấy, hiện tại thì bây giờ ít cấm Quy Lên rồi các bạn ạ. Đấy, từ khi nhẫn phong thần nó được gọi là sở hữu, ý là được sử dụng gọi là tràn lan đại hải ra thì Quy Lên không còn bị cấm như ngày xưa nữa. Những con tướng mà hay cấm thì bây giờ thì các bạn cũng đã biết rằng những con tướng gì rồi đúng không? Rồi ôi Nakaroth này, Florentino này, rồi Dasi này, Severa này. Quy Lên bây giờ đã bị trôi vào lãng quên rồi. Qua lần mùa sau nó lại còn bị giảm sức mạnh nữa cơ. Đấy, nó bị giảm sức mạnh thì làm sao còn ai chơi bây giờ? Không sao, không sao, không sao. Đó là vấn đề của mùa sau. Bây giờ cứ chơi mùa này trước cái đã. Ui giời ơi, thêm bên kia nó lại đông quá cơ. Cho em sờ hàng cái. Có anh nào cho em không? Anh ơi! Rồi xong. Lao ngao lơ ngơ như trên cành bơ, lao vào khu rừng người ta, tính hú hí một tí, ai ngờ bị đánh bật lại, chết quéo càng cua luôn. Đấy, hai kill ngọt sớt dành cho tem đội xanh. Đội đỏ đã bị thất bại nặng nề. Hiện tại ở đằng trên tem bên kia có vị tướng gọi là Omen, tem mình sẽ là vị tướng Ari. Mình thì vẫn như thế thôi, vẫn ăn rừng sớm tối, nhiều lúc bối rối, biết làm sao bây giờ để hết lạc lối. Oh, chơi nó. Severa ơi, chơi nó nè. Ui dồi ôi, tem nó đông quá cơ. Nó lại bảo gọi là ba đứa nó đứng nó nhìn nó ngó. Trời ơi, chết tôi rồi. Wow, Severa tới. Một cú bắn của vị tướng gọi là Elsu rất chuẩn xác. Hãy cha, một cái xiên vào mông thôi. Anh gọi là anh Triệu Vân, anh ấy rên gọi là hết mức có thể luôn. Nghe âm thanh anh, nghe cái âm thanh của anh ấy kêu cái à, thực là xúc động quá trời luôn. Đấy, xúc động quá trời, mình chích cái trên luôn. Sướng, ngon nước ngay. Bây giờ là con rồng này làm sao mà để thoát được bàn tay của mình đúng không? Đã vậy còn cái tê tái nó to như cái xe bò này nữa cơ. Ôi trời ơi, vỡ mồm. Ôi dồi ôi, anh làm gì đây, em có chừng trị mà. Rồi xong thí mẹ anh rồi, anh lao ngáo trên cảnh báo này. Wow, lao ngáo đánh cháo luôn một cú bắn của Elsu, quá xuất sắc. Hay quá bạn ơi, tuyệt vời không mặt trời. Elsu này cũng có nhiều ở trận bị cấm này nha các bạn. Nhưng mà nói chung là cũng không phải là tuyệt đối bị cấm hoàn toàn. Nó không giống như là những vị tướng như là Florentino là bị cấm nhiều nhất. Hầu như là 10 trận thì cấm cả 10 luôn cơ. Chả có được có trận nào mà được chơi hết trơn, khổ. Lúc trước đây có một thời gian, ui giời ơi, giết nó, hâm diêm anh ấy luôn em ơi. Đúng rồi, chơi nó luôn nè, nguyếu con cua luôn chưa. Xào à bưởi. Hiện tại thì mình thấy có rất là nhiều bạn comment kêu là anh chơi Quy Lên mà không để bùa cho rừng. Ui giời ơi, cái con bùa xanh đúng không? Trời ơi, mình để mà không có ai ăn, thế bây giờ mình phải ăn chứ làm sao bây giờ. Em tới đây, anh ra ơi, hãy xem ta đây, ra ơi là ra, này thì xảo này rồi xong em luôn. Đây, cái trụ nó bắn thì Triệu Vân nó còn bồi thêm một cái nữa. Thế là em gọi là vì cái ham hố, xuống hố hết ham luôn rồi, chết béo con cua luôn rồi. Đây các bạn có thể thấy rằng thì có Zina này, có Severa này, nhưng mà bùa xanh không ai ăn hết trơn ấy. Mình có muốn cho người ta ăn lắm chứ, đây, chát luôn ấy. Nhưng mà, giờ không có ai ăn thì biết làm sao. Đấy, chát được bọn mít và ăn bùa quá trời luôn, méo ai ăn. Đấy, các bạn cứ tưởng là muốn người ta ăn bùa là phải gọi là dâng đến tận mồm nó mới ăn. Có nghe mà đánh gần chết rồi ấy. Đó, nó chỉ việc tới nó đớp, nó nhai, nhòn. Đó, nó mới ăn cho mình. Chứ không phải các bạn kêu nó ăn đi ấy. Xin lỗi chứ, tôi không cần bùa nhá. Các bạn cứ tưởng muốn nó ăn dễ lắm ấy. Đây, bạn ơi. Đó, ăn đi bạn. Mình sẽ giúp bạn hết mana rồi đúng không? Đấy, Severa ơi, quýt nó. Đứng đi. Hờ yêu. Úi giời, ăn đi. Ăn đi bạn ơi. Bạn Severa ăn đi. Ăn đi bạn ơi. Bạn ơi ăn đi. Úi giời ơi, bạn ơi bạn à. Ăn đi. Ăn đi nè. Úi giời ơi, đấy nhường cho nó ăn mà cuối cùng nó không thèm ăn nữa cơ. Ăn đi. Trời ơi, năn nỉ luôn á, ăn đi mà. Ăn đi, trời ơi, có cái con bùa xanh mà mình nhường từ sáng đến tối, mình từ tối đến sáng. Đây, các bạn thấy không, cái mẹ đánh cái đấy gần chết rồi, nó chỉ việc ấn cái chiêu 1 hoặc chiêu 2 nó ăn thôi. Nó không chịu ăn. Đây, các bạn có bảo sao đây, mình không nhường bùa xanh, nó có ăn đâu, có gì đâu. Ôi anh Triệu Vân ơi,
em lại xin mạng anh chết luôn được ngay nhá. Nó chả được mạng nào. Đen mà không sao. Khó lắm, đâu phải là kiểu như là ranh kim cương một bây giờ nó không cần bùa, nó cứ nhường bùa cho dừng hết. Đấy, mình thì mình có tấm lòng độ lượng, nhân ai nhường bùa say như bạn luôn. Thế mà cuối cùng cảm ơn rừng nhiệt tình nhá. Úi giời ơi, bạn lại cứ nói thế, mình lại không nhiệt tình thì ai nhiệt tình bây giờ. Úi giời ơi, đồng đội nó khen khen tới khen lui mà khen ngược khen xuôi đấy. Sướng không các bạn thấy sướng không? Quá sướng luôn đấy. Chết ra này, chết tôi rồi, chết bị đường gọi là Ari rồi. Nhường bạn ấy ăn mà cuối cùng bạn ấy không ăn, bạn ấy để lại cho mình ăn. Nhưng mà mình vẫn nhường bạn ấy ăn xong bạn ấy cảm ơn mình một tiếng. Có phải mát lòng mát ra không? Ui dồi ôi, khốn nạn lắm. Nhiều đứa nó ăn xong con mùi xanh nó còn chửi cho ấy. Nó không nói cái gì ấy. Nó kêu này kia các kiểu thứ. Rồi rất là mệt mỏi luôn. Đôi khi đâu phải trận nào cũng gặp được người tốt đâu, đúng không các bạn? Đấy, mình tốt với họ, họ có cảm ơn mình một tiếng thì mình cũng vui lòng. Đấy. Còn nó ăn xong nó xách đít nó đi, nó còn không nói gì. Nó kêu sao mày không ăn đi, mày bắt tao phải ăn mùi xanh à. Ui dồi, lúc đấy em ức chế lắm luôn ấy. Bảy giờ em qua em cướp bùa đỏ luôn cho hết tức này. Đó, quốc công bùa đỏ luôn. Đói, trời ơi. Ui dồi ơi, Omen kìa. Omen ông ấy nhá, gọi là ông Omen, ông nhìn mình cái kiểu ánh mắt thèm thuồng. Cái gì? Chát gì vậy? Ari chát gì vậy? Bùa xanh kìa, phải không? Bà Ari bán chắc bùa xanh kìa, mít kìa. Ui giời, đồng đội tôi kìa. Đấy, Ari với cả Quillen trong một trận thì nói chung là mít với cả support nó cứ ăn bùa xanh loài mồm ra nhở. Sướng thế còn gì. Các bạn ơi. Nó tính gọi là hú ý cái trụ của mình nè. Omen kìa. Băng trụ đi bạn. Chém vào nát đít này. Này thì xảo này. Xem nào. Quái. Úi giời, ông Omen này, ông tính làm gì đây? Bạn muốn làm gì tươi? Muốn ăn thịt tươi gì? Chơi nó. Cô gái, đứng lại cô gái ơi. Oh my god. Ôi Zina làm thế mà không ăn được nó nhờ. Bắn, piao. Chết Omen này, hù. Úi giời, mới hù cái, anh ta chạy quéo con cua luôn các bạn ạ. Em mới hù cái thôi mà. Anh cứ bình tĩnh, đừng việc gì phải sợ cả. Ủa, hai đứa lao vào như một vị thần. Tôi đây, móc mông đấy pháp, móc đi thơm. Chết nè. Ôi, cũng sẽ né chiêu chạy ngay. Ông Omen, ông cứ meo meo ăn mình. Vãi cả lều ạ. À. Em sợ quá trời sợ luôn rồi đó. Thôi đi về cho nó lành. Máu thì còn có tí thế này. Mẹ đứng lại nhây nó này cho một phát vào mông cái gì. Em cứ gọi là lên bàn thờ. Chết luôn à. Nguy hiểm. Từ đã, ăn này con ấy đã. Gắt vậy mấy anh. Úi trời ơi. Gắt quá trời luôn đúng không? AD nó AFK rồi hả? Dốc cơ AFK hả? Lúc đầu bị mình móc đít phát AFK luôn hả? Gắt đỉ mẹ mày. Úi giời ơi. Triệu Vân anh ấy gắt quá. Úi giời lại cay cú à. Chơi mà chơi cay thế. Ôi trời ơi, này thì xảo này. Ra ơi. Anh ra ơi, đứng lại anh ơi. Úi giời ơi, kêu la thảm thiết mà cuối cùng. Úi giời, cắn ớt à. Nó lại bảo chả không, thì lại cay cú rồi, cắn ớt rồi, xem bạn cay quá, trời cay rồi. Không phải, cái vị tướng dốc cơ lúc đầu bị mình ganh, đấm cho lòi phèo cái, chắc ưng chế qua AFK luôn. Chết nè, ôi Triệu Vân, này thì gắt nè, cay cú nè, xảo nè, hư nè, quéo cung cua nè, chết chưa. Ông Omen, ông đứng giữa ông ở bên trên, ông trộm trụ kìa mọi người ơi, gắt không? Quá gắt luôn đấy, có ai về đi. Ai hết máu về đi, ai đi về đi bạn ơi. Đúng rồi, về đi giữ trụ cái. Mình sẽ cố gắng đét cái trụ này đẩy nó luôn. Chơi nó luôn này. Hết hồn. Ui dồi ôi, mình chưa bay vào lơi mà ông đã gọi là đứng ông ulti rồi. Chơi nó, giết nó. Hấp con nhà bà Diêm nó. Đúng rồi, giết nó. Đúng rồi, băng vào chủ đi các bạn. Ra kìa, rất hổ báo. Ui, tóc biến luôn rồi. Hãy xem ra đây. Ra trên quế con cua luôn. Đấy. Tóc biến làm cái gì để rồi lại phải đi. Đấy. Không, cái đấy bạn ấy vẫn hạ không được một thành viên theo mình mà. Airi hiện tại đang solo với cả. Ôi ôi, anh Triệu Vân à. Anh cứ bình tĩnh, đừng cay cú. Đấy, cay cú là sẽ khiến cho Airi chết rồi. Thôi có lẽ mình phải biến về đây. Airi chết quéo con cua này thì xảo nè. Solo với cả Omen 1-1 thì không ăn được nó đâu. Bây giờ mình ra mình cũng chỉ có thể đét trụ thôi chứ mình chả thể nào dám solo với nó được cả. Tại sao? Solo mới nói là nó quấn chết. Trời ơi, nó lấy cái roi nó quất cho nó quéo con cua luôn á.
té đứt luôn á. Chùm đấu sĩ solo mà. Đâu rồi, đâu rồi, đây, 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 dám ăn bùi xanh của anh Hảo hả? Đưa con bùi xanh được ra cho. Đưa bùi xanh đây rồi tha cho. Rồi tha cho đó. Tổ trong bụi lùm đấy, ai dám đấu? Đấu với cả đầu gấu sao nổi? Rồi, Gina rồi, Gina rồi. Máu rồi, còn tí thế này. Em tới đây, hãy xem tới đây. What the fuck man. Thằng này lì là mày láo rồi, nháo à. Láo nháo hả bưởi? Hồi nãy còn tí máu ở đâu rồi? Anh ơi, anh gì đó ơi. Cái đậu xanh nhà nó trốn đâu mất tiêu rồi. Ê, ra kìa, ra kìa, ra kìa, ra kìa, ra kìa. Sao bóc đi thơ mày coi. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ui giời, lại lúc trong này không ai thấy sao? Bà lại cứ tưởng mình rồi là không nhìn thấy gì á. Xin lỗi đó. Nhìn rõ lắm. Ăn luôn con rồng luôn. Rồng báo chúa đồ ha. Ghê gớm quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ lên cho nó ra hộ mạnh thôi. Tí nữa là cứ gọi là chích phát nào là đi phát đấy. Thơm lừng như củ gừng luôn đấy nhá. Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa Triệu Văn kìa. Triệu Văn kìa, lao nháo là bưởi. Trời luôn, tăng hình hồi máu uốn thi mẹ mày luôn này. Lao nháo, mày chào xào hả bưởi. Đấu với cả đầu gấu à. Mày biết tối lai không? Úi giời ơi, quy lên đây. Đã vậy là có con thêm cái con nội tại con rồng nữa chứ. Em lại càng hồ có nhà bà báo luôn. Thế nó mới máu nữa cả chứ. Chơi nó luôn đi, để cho mình ăn được con quái. Mình lấy ít vàng coi bạn ơi. À không phải ít máu coi. Tăng hình này, đó. Để hồi máu hết cái đã xong rồi mình chém quái. Đó, đầy cái máu ngay. Tính toán quá hợp lý đúng không các bạn? Tuyệt vời. Đấy tính toán như vậy luôn mà các bạn không cho mình xin một like thì cũng là tiếc lắm. Giết 8 chết 1, hỗ trợ 8 cơ mà. Mặc dù sát thủ nhưng mà mình hỗ trợ cũng tương đối là cao. Nếu như các bạn đang xem clip này của mình thì vui lòng cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhá. Một like tại vì hồi nãy được đồng đội nó khen quá trời luôn. Đấy là cái điểm nhấn mà khiến cho mình phải được thật là nhiều like trong cái trận đấu này. Được không các bạn, thấy hợp lý không? Wow, choáng kìa. Trời nó, giết nó. Đúng rồi, các bạn bán trụ thoải mái đi. Mình đứng ngoài mình cổ vũ, cố lên, cố lên. What the fuck man, chết. Em bay vào cứ như một vị thần luôn mà em chả làm được cái méo gì cho đời hết trơn ấy. Omen kìa, Omen kìa. Thế ta Omen này láo nháo nhá. Không sao, mình đã về rồi. Mình về rồi, các bạn cứ tấn công chủ đi. Mình sẽ giữ chủ cho. Omen đâu, hãy xem tôi đây. Mày xáo xáo mày, chơi mày luôn này, chơi mày luôn này. Tao chơi mày luôn này, tao chạy ra tao rồi. Win rồi. Em chỉ dỡ tí mà anh Omen ông ngắt. Ông đánh mình, ông vua mình luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn xem thì hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm qua thì mình có bị cả một ngày. Trời ơi, được các bạn quan tâm. Chúc mình khỏi bệnh. Thế nên đến đêm mới hết bệnh luôn. Đấy, bây giờ nó khỏe lắm luôn ấy. Nhưng mà vẫn yếu hơn ngày thường một tí. Nói chung là khỏe hơn hôm qua rất là nhiều. Cảm ơn các bạn nha. Chắc có lẽ những lời chúc của các bạn mình khỏi bệnh năm ra thì mình cũng đã đỡ được một phần nào. Bây giờ có thể chém gió rồi. Trời ơi, ông gọi là não cá bi ahami kia. Ông ấy chết hai mạng cái ông AFK luôn. Vãi cả lều ạ. Rồi, không sao. Nói chung là có thắng có thua. Rồi cái gì? Bye bye.